Cảm ơn Chúa quý vị hôm nay khỏe không? Dạ, quá khỏe. À, cảm ơn Chúa cả đêm trời mưa. Dạ, gió nữa. Sáng nay tôi đi làm bài thì trước khi qua cầu thì có một chiếc xe thứ cấp cấp bị lật. Khi quê cho nên bị kẹt xe. Không biết chạy sao mà chiếc xe thứ cấp cấp xe của Mỹ bị lật luôn. Cảm ơn Chúa cho ban một lý ông bà cho em dầu mưa gió, nhưng mà chúng ta cầu nguyện cho Cali để có nhiều mưa, để năm nay chúng ta sẽ có nước để xài mà không bị cấm. Xin mời quý vị chúng ta dở ra trong chương trình. Quý vị và tôi chúng ta đọc câu gốc sáng hôm nay. Trước tiên chúng ta sẽ nghe lời của Chúa ở trong Luca đoạn 2 câu 38, chúng ta cùng nhau gửi đi đọc. Một lúc ấy, người cũng tin đến đó, người nghe Đức Chúa Trời và thở tin về con trẻ, mỗi người trong đời sự giải cứu của Thánh Jesus Christ. Một lúc ấy, người cũng tin đến đó, người nghe Đức Chúa Trời và thở tin về con trẻ, mỗi người trong đời sự giải cứu của Thánh Jesus Christ. Con tạ ơn Chúa vì Chúa Ngài đã đến để giải cứu dân Israel, nhưng cũng như giải cứu nhân loại qua khỏi xiềng xích của ma quỷ thống trị trên cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì sự nhân từ của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã đến để cứu chúng con, chết để chúng con và sống lại cho chúng con. Giờ này chúng con sẽ suy gẫm lời Chúa trong Kinh Thánh. Chúa đầy dạy Chúa Thánh Linh trên mọi miền con, mở lòng biết ơn bàn chị em chúng con. Ngài có tin sao đau yếu mệt nhọc trong đời sống với ông bà cho em chúng con, để giờ này chúng con lắng lòng xuống, chúng con học hỏi lời của Chúa ở trong Kinh Thánh. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con giao thì giờ quý báu này trong sự hiện diện của ba ngôi Đức Chúa Trời và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Tôi ôn bài học từng rồi chúng ta làm gì, chúng ta đề tài gì quý vị nhớ không? Vậy quên hết rồi hả? Trả cho thầy hết rồi. Dọn chỗ cho Chúa Giêsu Giáng Sinh. Dọn chỗ là sao? Các cái nhà, các quý vị biết mấy con vật mà nó sắp đẻ là nó làm gì không? Phải làm ổ rồi đó. Hôm nay mình dọn chỗ, dọn cái tấm lòng của mình là con người chủ khách sạn làm gì? Cơ hội đến nhưng mà vì công ăn việc làm cho nên bạn phản ánh của mỗi chúng ta là ý nghĩa của Giáng Sinh là gì? Thời xưa thời kỳ Noe, rồi đến thời kỳ Lót, đến thời kỳ hai tên cướp, đến thời kỳ chúng ta, đây là cơ hội Chúa cho nên chúng ta phải chụp lấy cơ hội để dọn chỗ cho Chúa. Dọn chỗ cho Chúa Giáng Sinh là một cái phước hạnh trong cuộc đời của chúng ta. Và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ nói đến trông ngóng món quà Giáng Sinh. Quý ông bà chị em đã nhận được quà chưa? Có ai mà đã có nhận được quà chưa? Nghĩ cho có người thì có ở xa thì họ gửi sớm đến cho mình sớm không? Có người chẳng có người cũng chưa nhận gì, bận rộn quá cái công ăn việc làm. Nhưng mà quý sáng nay không có nói đến cái quà cáp, nhưng mà chúng ta nói cái trông ngóng món quà Giáng Sinh, waiting for the Christmas gift. Giáng Sinh năm 2015 đã gần đến rồi thì quý ông bà chị em ngoài trời thì làm gì? Ngoài trời thì ở trên sân cỏ, các đường phố, những cái tiệm buôn bán thì họ trưng Giáng Sinh. Ngày hôm nay cái mall chẳng hạn như Macy hay là Best Buy bắt đầu đã mở tới 10 giờ rồi, 9 giờ cho đến 10 giờ tối. Rồi nhiều người họ bận rộn điều đặc biệt Giáng Sinh năm nay, có những cái nét mùa Giáng Sinh. Rồi có chỗ thì ở vùng miền Bắc, vùng Midwest là Chicago thì họ có White Christmas, có tuyết. Chứng kiến tiết rơi phủ trắng trên nẻo đường để làm gì? Đón mừng Chúa Giáng Sinh. Vậy cho nên sứ đồ Giăng đã có một lần ông nói ở trong Giăng đoạn 21 câu 25 nói gì? Lại còn nhiều việc nữa mà Đức Chúa Trời đã làm, vì bằng người ta cứ từng việc mà chết hết thì ta sẽ tưởng rằng cả thế gian không thể nào chứa hết các sách người ta chết vậy. Như vậy là nếu mà Chúa đến thế gian, Chúa giảng đạo, mà nếu mà người ta thực lại những phước hạnh, những cái điều Đức Chúa Trời làm thì không có sách nào trên thế gian này có thể ghi chép hết. Mà
trong cái quyển sách. Nhưng mà trong tất cả cái chủ đề Giáng sinh thì có hai nhân vật rất là quan trọng. Tôi chưa bao giờ nói đến buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm cái hai nhân vật quan trọng này, nó sẽ áp dụng trong cuộc đời của chúng ta như thế nào trong sự chờ đợi Giáng sinh. Đầu tiên như thế là hai nhân vật này là đó là ông Simeon và bà Anne, có chép ở trong Luca đoạn 2 từ câu 22 trở đi cho đến câu 38 đó. Cái điều đầu tiên chúng ta thấy cái cụ Simeon trong chờ Chúa Giáng sinh như thế nào. Tôi không cần đọc lại vì mình không có thời giờ. Như vậy chúng ta ngày xưa khi Kinh Thánh chép về hai cụ này thì chúng ta thấy hai nhân vật này đã chờ đợi Chúa Giáng sinh đầu tiên, không? Chúa Giáng sinh đầu tiên. Và họ có phải là những nhân vật ở trong những hang đá nhưng mà các mục đồng hay là các người thông thái, họ không phải chờ đợi những cái món dài vật chất, và họ cũng không chờ đợi được thấy Chúa Giêsu Giáng sinh. Nhưng mà chúng ta thấy Kinh Thánh nói gì? Kinh Thánh ghi lại cuộc gặp gỡ đến cứu thế của cụ Simeon trong đền thờ như vậy. Vậy người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ lúc có cha mẹ đem con trẻ Giêsu đến để làm trọn cho các thường lệ mà luật pháp đã định, thì người bỗng ẵm con trẻ mà người khen Đức Chúa Trời rằng: lại Chúa, bây giờ con xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an theo như lời Ngài, vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài mà Ngài đã sắm sửa đang làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi sáng thiên hạ và làm vinh hiển cho dân Israel là dân Ngài. Như vậy chúng ta thấy cụ Simeon nó là được Chúa Thánh Linh cảm động cho nên đi vào trong đền thờ, và Chúa Thánh Linh hứa với ông là ông không có chết đâu, ông sẽ sống và ông sẽ gặp Chúa Giêsu Giáng sinh rồi mới qua đời, phải không? Chúng ta thấy cụ Simeon trông chờ Chúa Giáng sinh. Ngày hôm nay người ta thấy cái con người ta nói là sao? Sanh hữu hạn, tử vô kỳ, mà người ta có thể dự tính là ngày giờ chào đời của một thầy nhi, nhưng mà họ không có biết là ngày giờ mình qua đời, đúng không? Nhưng mà trong những cái trường hợp quá đau khổ tuyệt vọng thì người ta mà phải tự kill himself đó, ấy là có thể là họ đối diện với sự chết, họ mong muốn sự chết, chẳng hạn tự tử. Nhưng mà chẳng hạn chúng ta, người ta đứng trước cái ngưỡng cửa của sự chết thì người ta sợ lắm. Nghe đến chết là mình đi làm tiếng mà nói: anh có biết tối nay nếu mà hôm nay mà trời sập á thì mỗi người chúng ta chết thì anh có biết gì đâu không? Chẳng hạn mình đi làm tiếng mình nói những câu hỏi đặt ra, đúng không? Nhưng mà người Việt Nam mà nghe đến chết họ cự lắm à, họ sợ lắm. Họ sợ chết. Họ nói xui à, nói đến đụng đến chết là xui. Nhưng mà chúng ta đây thấy đây cụ già Simeon làm gì? Cụ già nó lớn tuổi rồi nhưng mà ông nghĩ ông sẽ chết. Và cụ già không ở trong cái tâm trạng đó. Người đời ngày hôm nay Việt Nam mình thì khi chết sợ lắm. Cũng muốn sống nữa. Nhiều khi tôi kể cho quý vị nhiều lần là ông cụ tôi đó, bây giờ 85 tuổi rồi. Hồi xưa cụ mới 70 thì cụ chưa 70 thì cụ ước ao Chúa cho được 70 là thỏa lòng. Cụ Chúa cho được 70 xong như vậy cụ nói xin Chúa cho được 80 đi. 80 bây giờ cụ hơn 80 rồi, cụ nói chắc kỳ này chắc 100 hả con. Quý vị thấy chưa? Mà ao ước, mơ ước, nhưng mà cụ Simeon không ở trong tâm trạng đó. Cụ đã gặp đến cứu thế, dầu là đến cứu thế trong hình thể hài nhi, nhưng mà cụ vẫn nói gì? Cậu yên tâm để nhắm mắt qua đời, amen. Đó, cho nên cụ thỏa lòng, cụ rất là thỏa lòng. Cụ nói gì? Lại Chúa xin cho tôi tớ Chúa qua đời bình an theo như lời Ngài, vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài. Cái gì thấy được? Cụ thỏa lòng.
cậu xin Chúa cho cậu qua đời bình an. Nhiều có nhiều người qua đời không bình an, co co giật giật và qua đời lo lắng không biết linh hồn đi về đâu, đúng không? Sợ chết đó, người đời tại sao họ sợ chết, tại vì họ không biết họ đi về đâu. Nhưng mà chúng ta không có sợ chết, chúng ta chết là chúng ta qua đời chúng ta về với Chúa, gặp Chúa sung sướng, đúng không? Cho nên ông Phaolô nói là ông ước ao được về với Chúa, thay vì sống trong cái thịt là ích lợi cho anh em, nhưng mà muốn đi ở với đấng Christ đều ích lợi cho ông. Và cụ Simeon nói xin Chúa cho con qua đời bình an, sung sướng không? Rất là sung sướng, một người hầu việc Chúa, một tiên tri, một cụ già đã hết lòng hầu việc Chúa, được Thánh Linh ban cho ông có cơ hội để thấy Chúa trước khi ông khát tìm, ông thỏa mãn và ông nói xin Chúa cho con qua đời bình an, sung sướng vô cùng. Kinh Thánh nói gì trong Thể Quyền 14 và 13 nói gì? Phước cho những người chết là người chết ở đâu? Trong Chúa. Chứ mà nếu mà không chết trong Chúa mới là đáng sợ. Mà chết trong Chúa là một cái điều phước, chết trong Chúa. Vì có họ nghỉ ngơi, khó nhọc, việc làm, cặp theo. Cho nên mỗi chúng ta ai nấy rồi cũng sẽ qua đời, tôi cũng qua đời thôi, không biết ngày nào, phải không? Nhưng mà trong nỗi sợ bất an, nếu mà chúng ta không có Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, cái đó là phải khốn nạn hết. Và mỗi chúng ta rồi sẽ qua đời, nhưng mà chúng ta an tâm qua đời như sư phụ CBO, vì chúng ta biết rằng là cơ đốc nhân chân chính khi chúng ta có Chúa Giêsu của mình thì mình làm gì? Gặp Chúa. Ông Phaolô nói gì? Được gặp mặt đối mặt. Và chúng ta thấy nhân vật Simeon này là Simeon. Simeon có nghĩa là gì? Simeon có nghĩa là vâng lời. Tên hay không quý vị? Quá hay đi. Quá hay. Simeon có nghĩa là vâng lời một cụ già đã được Chúa Thánh Linh cảm hóa, một cụ già thấy được con của Đức Chúa Trời, một vị cứu tinh cho nhân thế trước khi qua đời, trong lúc Maria Joseph đem Chúa Giêsu, có lẽ là lúc này đã được 6 tuần rồi, 6 tuần đến đền thờ làm tròn cái lễ nghi mà coi như là theo luật pháp của Môi-se thì lễ cắt bì đó, xin Simeon đến ẵm bé Giêsu vào trong lòng và lớn tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời là đấng mà ông đã trông đợi mấy lâu nay. Kinh Thánh nói cái động từ trông đợi là sao quý vị mà vậy? Trong câu 25 nói đó, nói đến một cái trạng thái luôn tỉnh thức, kiên nhẫn và chăm chú để sẵn sàng tiếp đón một cái nhân vật quan trọng nào đó. Quý ông bà chị quý ở đây ai cũng lớn không? Các anh ban nam giới hay là quý cô, quý anh chị hồi xưa có kinh nghiệm mà cái lúc mình mà mình trông đợi mình cưới vợ không? Mình trong đời mình lấy chồng không? Thì nghĩ giờ thì mình sợ, mình giờ mình sợ thấy bồ rồi, có nhiều người gia đình sợ thấy bồ rồi. Nhưng mà lúc mà còn trẻ là mong được cưới vợ mà đã lọc đám hỏi rồi đó, thôi đám hỏi rồi tới đó sẽ đám cưới rồi đó, và lần làm sao á không? Thì cứ là quay chị này cưới vợ nha. Mấy thằng này sống vậy mà cũng cưới được con vợ, phải không? Hạnh diện. Trong móng cũng như ở đây không có anh Hưng, không có danh nó sao. Anh Hưng mới vừa đón vợ từ San Francisco với bà qua đến Hoa Kỳ. Thấy hai vợ chồng vui cười đó. Rất là hạnh phúc, anh về anh chinh cái nhà nhỏ, anh chinh những đồ quét không hôn, anh yêu rồi vui lắm. Quý vị thấy, tôi nghĩ là anh Hưng là mong chờ nhất. Mong chờ là vợ mình sang Hoa Kỳ, bà cô, có vợ cũng vậy, cũng trông chờ cả năm rồi không gặp nhau. Và giống như trong lễ cưới đó, cô dâu mà họ nhà trai đi chậm thì cô dâu làm gì? Đi ra đi vô phục đi đến, còn mình không biết ảnh có đến cưới mình không anh đó. Anh có đến cưới dâu không đó, hay là lão hẹn quý vị thấy ở Việt Nam đó, đi đón dâu tự nhiên đi ngang qua xe lửa, xe đó xe đụng cái rầm, xe lửa đụng rầm chết hết, cô dâu chờ hoài không thấy chú rể, đúng không? Có gì trường hợp như vậy? Rồi khi mà đàn trai đến rồi đó, đi ha hia, để tưng mừng sửa tiếp đón
đón chàng rể và đón cô dâu. Lúc mà mình đi vượt biên đó, đây ai đi ở Bình Đảo á, còn cũng có một số á, ở Bình Đảo làm gì, ở Bình Đảo anh học ở Bình Đảo luôn hả? Đã. Ok, Bình Đảo là gì, mình được Mỹ nhận rồi, mình đi qua Philippines, mình ở đó 6 tháng học tiếng Anh, rồi làm gì, tới gần 6 tháng rồi bắt đầu lên coi cái list coi có ai có lãnh nào đi viện Phi Khê hay là viện Bà Phước gì đó nhận dân không, ngày nào cũng trong có thơ bên Mỹ coi có ai gửi tiền cho mình không, rồi trong mong chờ đến từng ngày đến Mỹ, rồi đi học thì mong từng ngày được ra trường đậu mũ đúng không, tin Chúa thì mong ngày mình sẽ gặp được Chúa, nhưng mà một số người nói thôi tôi chưa muốn gặp Chúa vậy đây. Mình tin Chúa thì mình mong gặp Chúa, nhưng mà ngày hôm nay mình nói ơn Chúa ơi, còn chưa muốn gặp Chúa bây giờ. Sớm quá còn mình trôi quá mà, phải không? Nhưng mà các cụ lớn tuổi thì sao, tin Chúa thì muốn gặp Chúa, mình trẻ thì ở đây còn nói ôi con còn trẻ còn chưa có muốn, tôi có người nhà tôi có người tôi sinh mới qua đã ăn tán mới có 53 tuổi là kỹ sư rất là giỏi, tự nhiên ảnh nằm ảnh ngủ rồi ảnh đi luôn, bà vợ không biết tí tưa bà vợ đi về ăn trưa không cũng thấy ông là làm gì á, cuối cùng là ông cứng à, chết nhà không biết, dạ không biết chết làm sao, có nghĩa là bị tim à. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, Simeon làm gì, ông Simeon ở đây kinh thánh nói Simeon trông ngóng cái gì, Simeon trông ngóng kinh thánh trong câu 25 nói gì, cho biết người trông đợi sự gì, sự yên ủi, dịch ra tiếng Anh là chữ comfort, sự yên ủi gì đây, sự yên ủi được hứa là lời tiên tri trong Cựu Ước, và Simeon là một người công bình đạo đức đã biết và đang chờ về đấng sẽ giải thoát cứu vớt họ ra những cái ách đồ lệ trong mà dân Israel đang bị đế quốc La Mã kìm kẹp cái chế độ của Herod. Quý vị thấy người Việt Nam mình, người ta nói là 1.000 năm thì đô hộ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, bao nhiêu năm 25 nội chiến từng ngày, đau khổ, 40 năm cộng sản, yeah, nó đau khổ, nó, dân của mình đau khổ, rồi một số người hơn 3 triệu người bỏ nước ra đi, một số thì ở dưới biển thì cá nuốt, rồi biết bao nhiêu những tài năng làm gì phải chết ở dưới đại dương, nhưng mà cụ Simeon người Giáng sinh đem đến niềm vui cho nhân loại thì Simeon làm gì, Simeon nhìn thấy được Chúa Giáng sinh. Amen. Cái lòng của ông làm gì thưa quý ông bà chị em? Lòng của ông vui mừng không phải tả xiết được mà ông lớn tiếng ông ngợi khen Chúa. Kinh Thánh nói trong Kinh Thánh nói là ông ngợi khen Chúa, ông nói gì? Xin ông vui mừng đến nỗi ông nói gì? Ôi thỏa nguyện rồi vì đã thấy đấng cứu thế sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và bây giờ ông sẵn sàng bước qua cuộc đời này bình an. Đó là nhân vật thứ nhất mà chúng ta thấy một cụ già được Đức Tin Linh cảm hóa cả cuộc đời hầu như Chúa, gặp được hài nhi là Chúa Giêsu là con của trời giáng sinh và lòng của mình được thọ này. Nhân vật thứ hai chúng ta thấy cụ Anne là tiên tri trông chờ Chúa giải cứu dân tộc mình. Bây giờ chúng ta noi gương cụ Anne như thế nào? Chúng ta nhân vật thứ hai bà Anne có nghĩa là gì? Có nghĩa là Đức Giê-hô-va đã tỏ ân điển. Anne có nghĩa là ân điển. Một bà cụ già sau khi chồng chết, bà sống trong đền thờ lo việc kiên ăn và cầu nguyện. Anne cũng giống như Simeon làm gì? Câu 38 cho thấy Anne chờ đợi sự giải cứu của Jerusalem, dân tộc của mình, và con trẻ trước mắt mình chính là đấng giải cứu, là đấng cứu tinh đã sanh ra đời. Chữ giải cứu ở đây mang một ý nghĩa của sự giải cứu một cái tình trạng bị đáp,
đến chỗ bình an. Nhưng mà ngày xưa trong cái sự kiện vượt qua khi Môi-se đến để cứu dân tộc của mình ra khỏi ách nô lệ tại xứ Ai Cập, đi vào trong đất hứa xứ Canaan á, giải cứu họ từ làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Từ một đời nô lệ 300 mấy năm mà giải cứu họ ra khỏi cái ách nô lệ đó, đi vào đồng nhấn, đi vào đất hứa. Đó là trách nhiệm mà Chúa giấy Môi-se vào rồi đi giải cứu dân tộc. Cái chữ giải cứu này còn mang một ý nghĩa đó là redemption, nghĩa là sự tha thứ, sự cứu chuộc tội lỗi cho dân sự của mình. Y như Chúa Giêsu sanh ra đời thì được thiên sứ báo cho Joseph đó, biết rằng Maria là một con mốt này, người sẽ sinh một trai, người khá đặt tên là Giêsu, vì con trai ấy sẽ làm gì? Cứu dân mình ra khỏi tội. Đó là mục đích mà Chúa Giêsu đến để cứu. Chúng ta thấy trong hội thánh, dù ngày hôm nay nam hay nữ, ai nấy cần phải hiểu Chúa sâu nhiệm hơn, đúng không? Tất cả chúng ta phải gánh vác cái công việc Chúa trước mặt. Chúa, người phụ nữ, người đàn ông cũng giống như nhau, cũng là phục vụ Chúa một cách thiêng liêng với những cái phương tiện, những ân tứ Chúa ban cho chúng ta. Và bà nghe, bà Kinh Thánh nói, bà đã 84 tuổi rồi, ở trong đây ai 84, bác giám này 82, cảm ơn Chúa. Ở đây có bà cụ bà Minh, thấy không? Bà cụ Mỹ chín mấy à? À bà Minh à, còn ai được 80 chứ? Bác Trung được 80 chứ? Cảm ơn Chúa, được 80. Bà ở đây, bà cụ Anne đã được 84 tuổi rồi. Mà 84 tuổi trong hội thánh mình ít có người có một số người thôi, nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa. Các cụ trong hội thánh, tôi mong ước các bà trong hội thánh của mình đó, đừng có ai phó thác không chịu hầu việc Chúa. Nói giờ cũng như bây giờ tôi già rồi sao hầu việc Chúa, tôi không có phương tiện, không lấy xe được, tôi hầu việc Chúa. Một sơ kêu tôi hầu việc Chúa, sao tôi hầu việc Chúa được? Rồi nói tôi già rồi, xin để phần hầu việc Chúa cho đám trẻ. Nhưng mà thưa quý vị ơi, buổi sáng hôm nay đó, Đức Chúa Trời dành sẵn cho bà anh em từng trải phi thường, 84 tuổi là vẫn tiếp tục hầu việc Chúa. Amen. Mà bà cụ được thấy hài nhi Giêsu đấng cứu tinh trong đền thờ, và chúng ta thấy theo luật pháp thiên nhiên đó, thì người già phải yếu đuối, đúng không? Mệt mỏi. Nhưng về phần tâm linh thì Kinh Thánh nói Ê-sai nói ngược lại trong Ê-sai đoạn 40 câu 31 nói gì? Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức, mới cất cánh bay, cao như chim ưng chạy mà không, mình chậm đi mà không. Mọi người quý vị thấy chưa? Mình trông đợi Chúa là mình không có khỏe nè. Còn nếu mà nằm nhà thôi, mệt quá, không biết con đi nhà thờ nổi đâu, là quý vị mệt luôn á. Chết luôn á. À, nhưng mà quý vị phải thổi dậy, quý vị phải nói như Ê-sai đồng bốn mươi câu 31, phải trông đợi Chúa, mình trông đợi Chúa mình có sức của Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Đây có bác giám, tôi giám thì bác cụ, nhưng mà cảm ơn Chúa, bác rất là tôn kính thờ phượng Chúa. Amen. Và có những các cụ như bác Trung, những người ở đây, chúng ta cảm ơn Chúa có những người trung tính với Chúa. Và tôi nghĩ là Chúa đẹp lòng giống như bà Anne, và chúng ta đã học được cái tinh thần của bà Anne. Và xin Chúa giúp cho các cụ ở hội thánh mình hôm nay trung tín, tin cậy Chúa trong sự cầu nguyện. Mình không làm được, mình không có đi đâu được, mình cầu nguyện rồi mình làm gì nữa? Nắm lấy cái bí quyết cho bà mẹ luôn luôn hết lòng để trông đợi Chúa. Amen. Và xin lời của Chúa như sứ đồ Phao-lô thực hiện ở trên tất cả những ai cao tuổi tác lớn trong hội thánh chúng ta. Côrintô thứ 2 đoạn 4 câu 16 Kinh Thánh nói gì? Dầu người bề ngoài hư nát, nhưng mà người bề trong thì cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Có thể chúng ta gì lớn tuổi, gì đau yếu, gì bệnh tật, gì thể xác, tinh thần, nhưng mà ông Phao-lô nói ở người bề trong á, như là đời sống tâm linh trong đời Chúa đó, nó sẽ thay đổi, nó biến hóa, nó mỗi ngày nó mới luôn. Rồi bà nghe làm gì nữa? Bà nè chăm lo phần thiêng liêng, không ra khỏi đền thờ.
Khi nói đến đền thờ thì nói đến gì quý vị? Thì ai cũng biết đó là nơi mà sự hiện diện của Chúa ngày xưa, phải không? Đền thờ người ta nói Chúa ngự, cho nên mấy đình rồi mình học ở trong Thi Thiên đó, con cháu một con rê bị lưu đày thì sao? Họ nhớ đến Jerusalem, họ nhớ đến Chúa, nhớ đến nơi thánh, núi thánh của Chúa. Và ngày xưa họ nghĩ đền thờ là nơi Chúa ngự, và ông vua Salomon xây dựng đền thờ là để làm gì quý vị? Để Chúa ngự, Chúa ban phước. Khi chúng ta đến đền thờ đó, có cần vui mừng. Và đây chúng ta thấy bà Anne chẳng hề ra khỏi đền thờ, nghĩa là gì? Tức là bà luôn luôn ở bên cạnh Đức Chúa Trời và trong thông công với Ngài không dứt. Bà lấy chồng 7 năm. Bà lấy chồng có 7 năm rồi chồng khác chết. Chết. Bà ở vậy làm tiên tri, ở trong đền thờ không ra đền thờ. Chiên lo cầu nguyện. Quý vị thấy phục bà không? Phục phải không? Ở đây có một số người mình thấy là đáng phục. Có chồng rồi nhưng mà lại không có chồng. Vẫn ăn vậy thì hầu Chúa lo cho con. Chúa không có bắt buộc, nhưng mà ở đây Chúa chồng khác thì mình có quyền tái giá không? Lời Chúa không nói vậy không? Nhưng mà ở đây bà nghe cái mục đích là bà không có lập gia đình đó. Bà mới trông chờ Chúa, bà mới có Chúa, bà lập gia đình khó mà bà hầu vậy Chúa đó. Khó bà ở trong mình hà hoài, bà phải lo cho con nè, lo thay tả nè, lo là kiếm cơm cho nó ăn nè, nó khóc rồi lo dạy học nó. Quý vị thấy cái anh chàng anh Mót trên Facebook không? Anh mới có đứa con gái đó, anh ở đâu ở trên ở vùng Bay Area của mình nè, chủ Facebook đó, ảnh thay tả, bỏ hình lên ai cũng thích, họ rất là phục, không hút người đàn ông, không phải lo cho thay tả. Ở Việt Nam thì khác, phụ nữ là sinh con là giao cho phụ nữ, phải không? Mấy ông cứ đi làm thôi. Còn mà ở Mỹ là khác, phải thay tả, phải chở con đi học, phải làm đủ thứ hết á. Mà nếu mà bà nè, chúng ta suy nghĩ, nếu bà nè mà bà tái giá á, thì bà không có chăm lo vì Chúa, bà không có, bà phải lo cho gia đình mà. Người ông Paulo nói gì? Người mà có gia đình thì phải lụy, phải buộc mình ở trong gia đình, phải không? Nó hầu vì Chúa đó thôi. Nhưng mà chúng ta thấy cái người gần Chúa, gần gũi Chúa tất nhiên là phải siêng năng hầu việc Ngài, đúng không? Và siêng năng cầu nguyện. Trái lại, cái người nào mà sống xa Chúa thì không hề hầu việc Ngài được. Tại vì sao? Mình xa Chúa thì mình gần thế gian. Ngày hôm nay xin Chúa nhắc nhở quý bà, quý cô trong hội thánh. Ngày hôm nay xin Chúa giúp mình đừng có bận rộn săn sóc chồng con, dọn dẹp nhà cửa, trong nom việc bếp núc, hoặc gì cuộc sống phải làm việc mưu sinh từ sáng đến khuya, không có một chút nào dành riêng cho Chúa hết. Tôi tin rằng những cái lý do là nguyên nhân gây nên sự đau yếu bệnh tật, gây ra nhiều sự rắc rối trong gia đình và con hư đốn, kéo theo biết bao nhiêu sự buồn khổ trong cuộc đời. Dĩ nhiên cái chuyện lo cho chồng cho con, cho các bạn việc làm, cái chuyện mưu sinh nói chuyện là đương nhiên rồi. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta giống như bà Anne đó, dành thời giờ để nghĩ đến Chúa, để cầu nguyện. Và tôi tán quả biết cho quý vị rằng không một ai siêng năng hầu việc Chúa mà kiêng ăn cầu nguyện mà lại không được Đức Chúa Trời ban phước và đại dụng. Và Chúa, Đức Chúa Trời dù dùng làm dùng bà làm tiên tri, và Chúa sẽ dùng quý vị làm tiên tri cho Chúa, làm chứng về Chúa để rao tin lành cho những người xung quanh ở tại Rodeo, ở nơi quý vị đang ở. Có nghĩa là quý vị có thể đứng giữa Đức Chúa Trời và những người thân mến để làm gì? Để truyền cái phúc âm, rao giảng tin lành, làm chứng cho những người chưa biết Chúa. Ở trong sách Ký đồng 12 câu 3, Kinh Thánh nói gì? Kinh Thánh nói lời Chúa phán với Abraham có thể thực hiện cho mỗi con cái của Chúa. Ngày hôm nay, Kinh Thánh nói gì? Các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được. Khi quý vị làm tiên tri đó, tiên tri có nghĩa là mình làm chứng nhân đó. Ngày xưa kêu tiên tri. Làm chứng nhân cho Chúa đó,
thì cái phước của mình nó sẽ đem ra cho những người thương mất, cho những người ngoại. Và kinh thánh nói với ông Abraham đó, các chi dọc trên thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Và chúng ta tin Chúa, chúng ta đem tin lành đến cho những người khác, chúng ta là được phước. Chẳng những chúng ta được phước mà những người xung quanh chúng ta được phước nữa. Amen. Trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33 nói vậy: nhưng trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi điều ấy nữa. Và chúng ta nhớ ở trong câu chuyện bà Marie không? Câu chuyện bà Marie mình học nhiều lần rồi đó. Câu chuyện bà Marie, bà Marie làm gì? Bà Marie ngồi dưới chân của Chúa mà nghe lời Chúa, đúng không? Được Chúa phán rằng Marie đã được phần tốt hơn là phần không ai cất lấy. Xin Chúa cho tất cả chúng ta hãy để thì giờ ngồi bên chân Chúa, thì lòng của mình, gia đình mình sẽ đổi khác hẳn. Amen. Cảm ơn Chúa. Điều thứ ba chúng ta thấy đó là bà Anne làm gì? Bà Anne là thình lình thấy Chúa và đồn rao danh Chúa. Chúng ta biết bà Anne lấy chồng được 7 năm rồi thác, rồi bà ở dậy nuôi cái giấc mộng vàng thắm tươi, nhất là bà đã tan vỡ rồi. Rồi giấc mộng mà Đức Chúa Trời đã đập tan cái đời đẹp tươi của bà. Để làm gì quý vị? Để đưa bà đến một cái nơi, một cái cuộc đời đẹp đẽ bội phần hơn, đó là bà thấy Chúa. Vì nếu mà bà không ảo quá thì tên tuổi của bà không có được ghi chép trong Kinh Thánh à. Đối với bà nè, Chúa không có còn là một cái hình ảnh xa vời mà một cái sự mong chờ mờ mịt, nhưng mà Ngài ở trước mặt bà kìa. Còn đối với quý vị ngày hôm nay như thế nào, nếu chúng ta gần gũi với Chúa siêng năng, với Chúa kiên an cầu nguyện, thì trong một thời gian bất ngờ Ngài sẽ làm gì? Sẽ hiện diện với chúng ta. Amen. Ngài ở trước mặt Cha, ở trong lòng chúng ta, và thấy Đức Chúa Trời. Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 8 nói gì? Phước cho những kẻ có lòng trong sạch thì sẽ thấy được nước Đức Chúa Trời. Là vậy. Quý vị ơi, mặt trời chỉ lộ ra tối sáng khi nào nó có mây, có mây mở che khuất nó, cũng một thể ấy. Đức Chúa Trời chỉ có tỏ mình với những linh hồn nào không bị tội lỗi che khuất. Tôi xin hỏi quý ông bà chị em, quý ông bà chị em, khi nói về con trẻ là Chúa Giêsu thì bà nghe bà làm gì? Bà làm gì? Mừng. Hả? Bà mừng. Hả? Bà mừng. Bà mừng. Còn gì nữa? Ngoài cái mừng bà làm gì nữa? Kinh Thánh nói rõ đó. Bà ngợi khen Đức Chúa Trời. Nói về con trẻ mọi cho mọi người. Chúng ta đừng có ai làm chứng về Chúa Giêsu với bộ mặt như là ngày hôm nay, giống như đưa đám không? Và những ai kiêu căng ganh tị không thể nào làm sứ giả của Chúa Tin Lành được á. Sứ giả phải có mặt mày vui vẻ vì các ơn phước lớn lao Ngài đã thưởng đổ trên đời sống chúng ta. Amen. Amen. Mình mới làm chứng, mình mới có đem. Vì vậy cho trong mùa Giáng sinh năm nay, cầu xin Chúa Ngài cho quý ông bà anh chị em có cái tâm lòng vui vẻ giống như bà nè, có một cái giọng hát thiên sứ. Hôm nay tôi đi dùng cái giọng hát thiên sứ, mà biết thiên sứ hát sao, nhưng mà chúng ta quý vị đêm Chúa Giêsu Giáng sinh thiên sứ hát à, phải không? Hát cho các cộng đồng nghe, mà tôi xin Chúa cho quý ông bà chị mỗi người chúng ta hát giống như thiên sứ. Amen. Giống sáng hôm nay chúng ta thấy hát rất là nhịp nhàng, phải không? Ai người đánh trống, người đàn, người hát ở đây cũng có bố lên hát nữa, thấy vui cả ông Chúa, không? Cho nên xin Chúa cho chúng ta hát cái giọng giống như thiên sứ, để chúng ta trở nên những lời làm chứng sống về cứu Chúa của chúng ta. Bà nghe nói về con trẻ, bà nói không nói về lý thuyết, bà cũng nói về lẽ đạo, bà cũng nói về tổ chức, nhưng mà bà nói về chính Chúa Giêsu. Amen.
và bà nêu gương sáng cho chúng ta trong sự làm chứng về Chúa. Ngày nay chúng ta chỉ cần tỏ Đức Chúa Giêsu cứu trong đời sống của mình, những ơn phước Chúa làm trên cuộc đời mình, đó là cái làm chứng hay nhất. Hay nhất. Và điều cuối cùng, cái ý nghĩa cái lễ Giáng sinh đó, ý nghĩa lễ Giáng sinh này, cái thứ nhất ý nghĩa lễ Giáng sinh làm gì? Là một cái món quà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại. Đó là cái món quà rất là quan trọng. Mình món quà đó là cái món quà gì, tôi quý ông bà xem. Cái món quà đó là chính Chúa Giêsu. Amen. Món quà đó là chính Chúa Giêsu trong cuộc đời của chúng ta. Đó là ý nghĩa của lễ Giáng sinh. Nếu lễ Giáng sinh mà mình trưng dọn, chẳng hạn như sinh nhật, có cái buộc sinh nhật mà mời khách đến hết mà đứa con không thấy đứa con đâu, không thấy đứa con, cái gì biết là người ta ẩm một đứa con, chịu thiệt nha, ta ẩm một đứa con, ta để trên giường đó, trên giường, thì mời sinh nhật hết rồi vô mùa đông nó đến với người ta lấy áo chắc chật thôi. Thấy lên giường, bây giờ thấy ngọt đứa bé, không thấy đứa bé không? Thấy giường, thấy đứa bé nó nằm mấy cái áo chắc kịch mà nó bự tự ra tay dưới này mà nó ngọt cái chết. Mẹ luôn. Cây á. Mà ngày sinh nhật một đám tang. Đau khổ bao nhiêu. Có những cái nhân vật mà ngày sinh nhật chẳng hạn như ngày sinh nhật của họ nhưng mà không thấy mặt họ đâu. Và chúng ta biết là cái ý nghĩa của lễ Giáng sinh, cái món quà đó Đức Chúa Trời ban cho nhân loại, đó là chính Chúa Giêsu. Cho nên kinh thánh trong Ê-sai đoạn 9 câu 5 đến câu 6 nói gì? Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy lên đây, ngài sẽ được xưng là đấng là luôn là đấng Đức Trời, quyền năng là cha đời đời, là Chúa bình an. Con trẻ Giêsu là đấng có quyền năng để làm gì? Để lập một vương quốc chánh trực, công bình, trọn vẹn, không còn những tội ác, tham nhũng, hối lộ, và đem đến sự bình an cho đời đời chúng ta. Amen. Cho nên cụ Simeon và Anne không chờ đợi món quà Giáng sinh vật chất như ngày hôm nay, nhưng mà chính Chúa Giêsu là món quà trên trời đưa xuống cho chúng ta, đó là Chúa cứu thế Giêsu. Vì vậy cho nên cái ý nghĩa của lễ Giáng sinh là một cái món quà, là fix everyone, vừa ý tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình nhiều khi muốn quà người này người kia tặng cho mình không có vừa ý quá, mày qua Giáng sinh rồi đứng sắp hàng để trả lại á, đúng không? Không có vừa ý. Nhưng mà món quà Giáng sinh của Chúa ban cho nhân loại là fix everyone, vừa ý tất cả mọi người. Amen. Món quà cứu rỗi của Chúa, món là fix all, là vì trong chúng ta đã sinh ra đời đều cần đến món quà này hết, bởi vì mỗi người chúng ta đã một lần sinh ra dòng dõi tội lỗi, tổ tiên chúng ta là tội lỗi, Adam đã phạm tội, kéo theo tất cả nhân loại phạm tội, cho nên không có ai có thể cứu chúng ta được. Cái điều thứ ba chúng ta thấy là cái món quà, cái giá trị đời đời, sự sống thỏa lòng, là cái món quà vô giá. Đặc điểm thứ hai, món quà Giáng sinh ban cho nhân loại đó là không phải là bởi vì mọi người chúng ta cần mà thôi, nhưng mà món quà Giáng sinh đó còn là cái giá trị đời đời. Mình mua đồ một năm nay mới rồi, thấy vài bữa quà Giáng sinh rồi mình không thích nữa, phải không? Mình mua đôi giày mới mang vài bữa rồi không thích, mua cái áo mới rồi bận lành rồi không thích nữa. Nhưng mà cái món quà mà Chúa đem đến cho chúng ta là món quà đó có giá trị đời đời. Rằng món quà Giáng sinh nhắc cho thế giới về món quà vô giá mà Đức Chúa Trời đã đem đến cho chúng ta
đó là Chúa Giêsu. Ngài đã đến không phải để giáng sinh trong mang cỏ mà thôi, nhưng mà Ngài đến để chết cho chúng ta và sống lại cho chúng ta. Và Ngài sẽ đón chúng ta một mai chúng ta sẽ về với Ngài. Món quà giáng sinh làm gì nữa? Vui mừng trong sự thờ phượng. Vui mừng trong sự thờ phượng là tìm kiếm Chúa trong sự giáng sinh này. Đừng để những sự bận rộn, những sự lo lắng làm cho chúng ta đánh mất cái ý nghĩa giáng sinh như tôi rồi nói. Dọn chỗ cho Chúa giáng sinh. Rồi, món quà giáng sinh làm gì nữa? Lòng chúng ta phải được Chúa Thánh Linh cảm hóa mình, cảm động mình, giống như ông Simeon và nghe được Chúa Thánh Linh cảm hóa, nhắc nhở chúng ta. Chúa Thánh Linh nhắc nhở chúng ta, cảm hóa chúng ta. Không bao giờ ở trong tình trạng thụ động, nhưng mà chúng ta phải ra đi tác động tin mừng em cho nhiều người dân. Câu 38 chứ gì? Bà nghe làm gì? Bà nghe nói chuyện về con trẻ với mọi người. Những điều tiên tri lạ lùng mà đấng ấy sanh ra đời sẽ làm. Và đi khi Đức Thánh Linh cảm hóa qua bà Maria thì Đức Thánh Linh làm gì quý ông bà anh chị? Ở trong Luca 1 câu 38 Kinh Thánh nói gì? Kinh Thánh nói sao? Kinh Thánh nói Maria thưa rằng tôi đây là tôi tới Chúa xin gì cái xảy ra cho tôi như lời người tiền. Thấy không? Khi mà Chúa Thánh Linh cảm hóa thì bà chấp nhận, nên đã chấp nhận mà ông dù sẽ từ hồn đúng không? Ông chắc chắn là ông từ hồn rồi, chắc chắn. Tự nhiên mà chưa lấy chồng mà có mang chết bộ thai được quay phải không? Cho nên bà Maria chấp nhận, bà Maria được Chúa Thánh Linh cảm hóa. Rồi tới ông Joseph sao? Ông Joseph thì cũng được Chúa cảm hóa. Vì sự sanh đẻ đồng trinh của bà Maria thì ông Joseph trong Matthew 1:20 thì nói gì? Xong đang ngẫm nghĩ về việc ấy thì thần linh Thiên Chúa hiện ra với Joseph trong chân kim ba mà phát rằng là hỡi Joseph con cháu David, ngươi chớ ngại lên Maria làm vợ, vì con mà ngươi chịu thai bởi Đức Thánh Linh, người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giêsu, vì con trai đó sẽ làm gì? Cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dục nấng tiên tri phán rằng này một cái đồng trinh sẽ chịu thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đọc trên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Rồi khi Joseph tức dậy rồi thì làm gì? Kinh Thánh nói gì? Làm y như lời thiên sứ Chúa đã dặn mà đem vào về với mình, xong không hề ăn ngại với, cho đến khi người sanh một trai và đặt tên là Giêsu. Quý vị thấy Chúa Thánh Linh cảm động không? Cảm động bà Maria để chấp nhận mang thai như Giêsu. Cảm động ông chồng đã hứa là Joseph cũng đem vợ về với mình, không có ăn ngại vì cái bầu thai đó là con thánh, là Đức Chúa Trời. Rồi Chúa chẳng những Thánh Linh cảm động ai nữa, Thánh Linh cảm động các mục đồng. Khi các mục đồng được thiên sứ hiện ra báo tin lành thì họ làm gì? Họ cảm động. Luca đồng 2:15-20 đi. Sau khi thiên sứ thì họ ra trời rồi thì làm này, chúng ta hãy đến thành Bethlehem xem việc đã xảy ra mà Chúa đã cho chúng ta hay. Vậy họ làm gì? Vội vàng đi đến đó, thấy Mary, Joseph con trẻ đang cột bằng khăn nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy họ bèn thực lại những lời thiên sứ Chúa về con trẻ đó, ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên thì lấy làm lạ, còn Mary thì ghi nhớ lời ấy trong lòng. Bọn chăn chiên làm gì? Trở về làm sáng danh và người khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe đã thấy, y như lời đã báo trước của mình. Cái gì thấy chưa? Khi mà Chúa cảm động rồi thì gã chăn chiên làm gì? Đi đến để thờ lại lão Chúa và trở về làm sáng danh và người khen Đức Chúa Trời, rao giảng lòng chính. Rồi cuối cùng là các thầy thông giáo. Khi Chúa cảm động thì các thầy thông giáo, các người đông phương làm gì quý vị? Matthew đoạn 2:1-2 là khi Đức Chúa Giêsu đã sinh tại lòng Bethlehem xứ Giu-đây-đem, đời Herod có mấy thầy bác sĩ bên đông phương đến thành Giu-đây-đem mà hỏi rằng vua dân Do Thái mới sinh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao ngài bên đông phương nên đến đặng thờ lại ngài. Cảm ơn Chúa. Nếu Đức Thánh Linh ngày hôm nay cảm động với ông bà anh chị em trong mùa Giáng sinh,
để cho chúng ta kinh nghiệm cái niềm vui không xiết cả, và chúng ta cũng sẽ đem tình lành đến cho người mà. Amen. Thầy xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta giống như bà Anne, ông Simeon. Bà nói với mọi người rằng trông đợi sự giải cứu thành Jerusalem. Trong mùa Giáng sinh này, chúng ta hãy noi gương Simeon, noi gương của bà Anne mà làm trọn phần sự của người đã gặp, đã tin đến Hài Nhi Giê-xu. Ngày hôm nay chúng ta, qua chúng ta còn rất nhiều người chưa được cứu, và nơi đáy lòng khao khát trông đợi một hạnh phúc bền vững ở trong cuộc đời của họ về sau. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có phương tiện, có dịp tiền để đem đạo vào đời, đem tin lành cứu rỗi của Chúa giống như bà Anne rao giảng, giống như các đạo mục đồng. Và chúng ta tin cậy Chúa giống như Joseph, giống như Mary, giống như những nhà thông thái đến để tạo hậu Chúa của chúng ta. Xin Chúa ban chúng ta những lời để Chúa giúp đỡ mọi đời sống của chúng ta. Chúng ta trong mỗi ngày đoàn quý báo đó là Chúa chỉ xin để làm cái nhân sinh của mình. Mọi người chúng ta xin niệm lời của Chúa từ sáng hôm nay, nhắc nhở mọi chúng ta. Chúa ngài cảm động chúng ta đi qua.